em nào chúng ta đang theo dõi livestream của Vương Nguyễn thì anh chị có thể giúp Vương Nguyễn là chia sẻ của buổi livestream tối ngày hôm nay nhé. Để làm sao mà trong buổi xin chào anh Lê Cường, xin chào anh Nguyễn Văn Nhâm. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu nội dung chính trong buổi tối ngày hôm nay luôn anh chị nhé, để không làm mất thời gian của tất cả anh chị nữa và cũng không để anh chị chờ lâu nữa, thì chúng ta sẽ bắt đầu những cái nội dung chính trong buổi tối ngày hôm nay. Em xin chào anh Sinh Thái. Lời đầu tiên thì cho Vui Nguyễn xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới toàn thể tất cả quý cô chú anh chị chúng ta đang theo dõi cái buổi livestream chia sẻ của Vui Nguyễn trong buổi tối ngày hôm nay. Em thì là Vui Nguyễn, người bạn luôn luôn đồng hành cùng với tất cả cô chú anh chị chúng ta trong lĩnh vực đầu tư sở hữu cổ phần doanh nghiệp trước IPO. Và hiện tại thì Vương Nguyễn cũng đang là một trong số nhà đầu tư giá trị, là một trong số những cổ đông góp vốn vào trong tập đoàn về công nghệ giao thông trên cao Unikai, và cũng là đối tác phát triển nguồn vốn cho doanh nghiệp này. Vương Nguyễn đã đầu tư vào tập đoàn công nghệ UST từ những năm 2020, và xuyên suốt mấy năm trở lại đây thì Vương Nguyễn liên tục lan tỏa những cái giá trị về tư duy tài chính, về quản lý tài chính và phân bổ cái dòng tiền của mình, và cách quản lý tài chính cá nhân, cách để chúng ta đầu tư làm sao không bị mất tiền. Và cái tiếp theo đó, chúng ta sẽ làm sao biết trong mình đâu là cơ hội để chúng ta có thể nắm giữ và sở hữu cho mình những cái tài sản lớn nhất, để giúp cho tất cả anh chị chúng ta có thể thay đổi được cái chất lượng tài chính của mình. Xuyên suốt trong nhiều năm qua, Vương Nguyễn liên tục làm điều này và không ngừng học hỏi và nâng cấp kiến thức tư duy của mình lên, để làm sao giúp cho tất cả quý chơi chú chị chúng ta, ngay cả bản thân em Vui, chúng ta sẽ không gặp những cái rủi ro đau thương như là mất tiền trong thị trường tài chính, đúng không ạ? Bởi vì có rất là nhiều cô chú anh chị chúng ta đi đầu tư và chúng ta thường hay bị mất tiền, đúng không anh chị? Đó, chúng ta thường hay bị mất tiền và chúng ta thường bị tiêu cực cả cái thế giới đầu tư luôn, đúng không anh chị? Đó, vì sao mọi người lại tiêu cực? Bởi vì mọi người bị mất tiền, và khi mọi người bị mất tiền thì mọi người thường đóng luôn cái tư duy của mình lại và cứ nghĩ rằng là đầu tư là lừa đảo, cứ nghĩ rằng là đầu tư thông qua internet là lừa đảo, là như thế này như thế kia, đúng không anh chị? Nhưng mà thực sự em Vui vẫn chia sẻ với những nhà đầu tư của em rằng là khi anh chị bị mất tiền, anh chị có bao giờ đặt ra câu hỏi rằng là vì sao mình lại mất tiền không, đúng không ạ? Tại sao anh chị lại bị mất tiền trong thị trường đấy, đúng không ạ? Bởi vì có rất nhiều người bị mất tiền nhưng còn không hiểu lý do vì sao mình bị mất tiền luôn anh chị ạ. Đó, nhưng mà khi mà em Vui đặt ra câu hỏi như thế thì mọi người sẽ thường dành khoảng thời gian để mọi người xem xét lại vì sao mọi người bị mất tiền. Và khi mọi người hiểu được cái lý do vì sao mình bị mất tiền thì chắc chắn là trong những thương vụ sau anh chị sẽ biết cách làm sao để chúng ta không bị mất tiền, hay gọi đơn giản hơn là chúng ta sẽ phải dành thời gian để học họ và nâng cao cái kiến thức của mình lên. Và qua những cái bài học đấy thì chúng ta sẽ học được bài học gì. Bởi vì thực sự với anh chị một điều rằng đó là mất tiền thì mất ít, mất bạn thì mất nhiều, còn mất niềm tin thì mất hết anh chị. Nếu như anh chị đã bị mất tiền trong thị trường đầu tư thì anh chị phải học hỏi và anh chị phải kiếm lại tiền trong thị trường đấy anh chị. Bởi vì chúng ta đã mất rất nhiều tiền trong thị trường đầu tư, một vài trăm triệu hay vài tỷ, thậm chí nhiều hơn, mà chúng ta đi quay trở lại cái công việc ổn định, công việc truyền thống để mình có thể trả được hết cái số nợ đấy, thì là cái câu chuyện cực kỳ khó. Có khi chúng ta đi làm cả đời cũng không để trả nợ được hết. Có rất nhiều cô chú anh chị chúng ta có thể xây lên một ngôi nhà và chúng ta nợ ngân hàng rất là nhiều và đi làm cả đời để trả lãi ngân hàng và trả tiền ngân hàng đó anh chị. Vậy thì chúng ta mất rất nhiều tiền trong thị trường đầu tư thì chúng ta phải biết vì sao mình bị mất tiền và phải dành thời gian tìm hiểu sâu về lĩnh vực ấy, thì chúng ta sẽ chắc chắn là sẽ kiếm được tiền. Bởi vì em Vui có một người thầy nói với em rằng là tức là khi mà chúng ta thất bại anh chị, thất bại lớn là dựa trên thành công lớn, thất bại lớn là dựa trên thành công lớn, và chúng ta muốn có được thành công lớn thì chúng ta trải, tức là khi mà anh chị thất bại rồi thì anh chị mới biết đến những cái cơ hội để giúp cho chúng ta thành công hơn nữa trong lĩnh vực đầu tư anh chị ạ. Đó, và ngày hôm nay thì Vương Nguyễn sẽ chia sẻ và cập nhật cho anh chị những cái thông tin mới nhất về tập đoàn công nghệ giao thông trên cao Unikai. Và đây cũng chính là một trong số những cơ hội có một không, gọi là một trong số những cơ hội có 102 để giúp cho anh chị chúng ta có được 1 triệu đô la đầu tiên anh chị ạ. Có được 1 triệu đô la đầu tiên. Có những anh chị không thể tin tưởng được một điều rằng một ngày nào đó mình sẽ có 1 triệu đô la đầu tiên trong tay, bởi vì họ nghĩ rằng là không thể làm được cái điều đấy.
và bản thân họ không thể làm được điều đấy. Nhưng nếu như họ biết cách để vận hành cái số tiền, những cái dòng tiền, số tiền mình kiếm được, dù ít hay nhiều, tích lũy ra khoảng 10-20% một tháng để chúng ta đem đi đầu tư và chúng ta sở hữu cổ phần, thì sở hữu cho mình cái tài sản thật ấy, đầu tư vào giá trị thật anh chị, thì chắc chắn sớm hay muộn anh chị sẽ có $1,000,000 đầu tiên, nếu anh chị đầu tư đúng, nếu anh chị đầu tư chuẩn anh chị ạ. Bản thân em vui thì trước đây cũng những cái thời điểm trước đây ấy, hay là từ những cái năm mà em chưa biết đến đầu tư anh chị, thì em không thể tin tưởng được rằng là đầu tư vào cổ phần doanh nghiệp nó có thể giúp cho mình từ một cái số vốn nhỏ có thể tăng trưởng với cái tài sản lớn như thế. Và càng tìm hiểu, càng nghiên cứu sâu thì lại càng hiểu hơn được cái giá trị của việc đầu tư anh chị ạ. Đó, em xin chào anh Tanh Ta, xin chào anh Trọng Nghĩa, xin chào anh Hoàng Dân, chào chị Đỗ Thị Thu Thanh, chào chị anh Đỗ Liêm. Anh chị Thu Thanh có bảo rằng mỗi thất bại là mỗi bài học anh chị. Đúng rồi anh chị. Em vui vẫn bảo mọi người là thất bại, tức là mọi người mất tiền là mất ít thôi anh chị nhé, nhưng mà mất niềm tin là mất hết anh chị. Có rất nhiều người bị mất tiền, rất nhiều người bị mất tiền và chúng ta tiêu cực cả thế giới đầu tư luôn. Đó, đấy là một cái điều mà thực sự nó gọi là một điều sai lầm đó anh chị. Bởi vì anh chị hình dung là có rất nhiều người họ kiếm được tiền trong thị trường đầu tư mà. Vậy tại sao anh chị mất tiền? Bởi vì đa phần là chúng ta thường tham những cái sân sàn trả lãi ngày lại tháng. Chúng ta không hiểu được cái giá trị của việc đầu tư. Chúng ta chưa thực sự hiểu đầu tư là gì. Nên nhiều khi anh chị bị mất tiền, đó là một cái bài học rất lớn. Nhưng thông qua bài học đấy anh chị sẽ có nhiều cơ hội hơn để tiếp cận với những cái cơ hội lớn hơn anh chị ạ. Bởi vì cơ hội thì nó luôn luôn đến với chúng ta. Cái quan trọng là khi nó đến, chúng ta có đủ kiến thức, đủ tư duy, đủ tầm nhìn để mình nắm bắt nó hay không. Bởi vì những cái người thành công là họ nhìn tiền bằng trí tưởng tượng anh chị ạ. Họ nhìn tiền bằng trí tưởng tượng. Bởi vì họ phải có cái tầm nhìn, họ phải hình dung là trong khoảng 5 đến 10 năm tới, 10 đến trong khoảng 5 đến 10 năm sau, 10 đến 20 năm sau thì thế giới nó sẽ tập trung vào lĩnh vực gì, nó sẽ đi theo chiều hướng như thế nào, và họ sẽ sử dụng cái số tiền của họ để đầu tư với cái giá trị thực như thế. Anh Trung Thủy bảo rằng kiếm được $1,000,000 đầu tiên là khó khăn nhất, nhưng đối với nhà đầu tư và cổ phần doanh nghiệp trước IPO thì nó không khó lắm. Và thực sự điều đó là chính xác anh chị ạ, điều đó là chính xác. Bởi vì ngay cả bản thân ấy, anh Trung Thủy ấy, thì bản thân em vui cũng còn làm việc và hỗ trợ anh rất là nhiều. Thì trước đây thì anh cũng chưa có biết đến lĩnh vực đầu tư doanh nghiệp đâu anh chị. Nhưng mà xuyên suốt thời gian qua đó, tìm hiểu về lĩnh vực doanh nghiệp thì anh tin điều đó xảy ra, thậm chí nó sẽ phải xảy ra đối với cả những người bình thường nhất vẫn có cơ hội để đột phá về tài chính với lĩnh vực đầu tư và cổ phần doanh nghiệp trước IPO. Ngày hôm qua, tối ngày hôm qua thì bản thân em vui có đăng một cái video, đó là $500 có thể giúp anh chị thu về một cái tài sản nó rơi tầm khoảng 18 tỷ nếu như sở hữu khoảng 37.500 cổ phần của tập đoàn công nghệ UST. Và nếu như mà doanh nghiệp IPO với giá $10 thì họ sẽ có một cái tài sản tầm khoảng 18 tỷ. Và cũng có rất là nhiều anh chị chúng ta vào comment, có những người thì rất tích cực và rất là mong muốn tìm hiểu cơ hội đó, nhưng có những người thì rất tiêu cực, bảo rằng là không bao giờ có chuyện đó, và thời buổi này thì có làm thì mới có ăn. Và thực sự thì cái câu có làm thì mới có ăn em vui đã phân tích rất là nhiều thông qua những cái buổi chia sẻ trước rồi, đúng ạ. Ngày hôm nay chúng ta không làm bằng tay chân, không làm bằng cái đầu, tức là chúng ta không sử dụng tay chân của mình để làm việc, thì chúng ta sẽ sử dụng cái đầu của mình để làm việc. Và chúng ta sẽ sử dụng đồng tiền mình kiếm được để vận hành cái số tiền đấy, giúp cho tất cả anh chị chúng ta, thay vì bỏ công sức, thời gian, sức khỏe của mình để mình cày cuốc, để mình kiếm được $1,000,000 nó rất là khó, thì anh chị hãy dành thời gian để chúng ta nghiên cứu về lĩnh vực đầu tư cổ phần doanh nghiệp, và hãy sử dụng cái số tiền chúng ta kiếm được để đầu tư và nắm giữ tài sản đó. Bởi vì thực sự đến bây giờ cơ hội đầu tư vào doanh nghiệp UST nó là một trong số những cơ hội cực kỳ là tiềm năng. Có thể em vui bảo rằng đó là một cái cơ hội có 102 hay là 100 năm mới có một lần anh chị. Bởi vì nó không giống như những cái doanh nghiệp ngoài kia, không phải là cứ doanh nghiệp nào huy động vốn là chúng ta mới đầu tư
tư đâu anh chị, mà nó phải là một cái doanh nghiệp nó tiềm năng thực sự, nó có giá trị thực sự, nó mang lại được cái lợi ích lớn cho xã hội và nó giúp cho xã hội giải quyết một cái bài nào đó, một cái bài toán nào đó, thì nó mới có cơ hội tăng trưởng một cái tài sản lớn như thế anh chị. Đó. Ờ, anh Vinh Bùi có bảo rằng là UST hoạt động được mấy năm rồi em. UST là một trong số những cái loại hình về công nghệ giao thông trên cao, là một tập đoàn chuyên về về một lĩnh vực về công nghệ giao thông, một tập đoàn chuyên về công nghệ anh chị, công nghệ về giao thông trên cao. Và đây là một cái công nghệ rất là đẳng cấp, đã được nghiên cứu từ những năm 1977 rồi anh chị ạ. Và đến bây giờ thì nó đã bắt đầu xây dựng là từ những năm 2014, và nó có tất cả là 15 vòng gọi vốn. Thì đến bây giờ cô chú anh chị chúng ta đang biết đến nó là giai đoạn cuối cùng anh chị, là giai đoạn cuối cùng, là giai đoạn cuối cùng để chúng ta có cơ hội được góp vốn và sở hữu cổ phần của tập đoàn công nghệ UST. Và bản thân em vui thì được đầu tư vào những năm 2020 anh chị, và đến bây giờ anh chị được tiếp cận là giai đoạn cuối cùng. Chính vì để vì thế mà cái rủi ro càng ngày nó sẽ càng giảm dần anh chị, càng ngày sẽ càng giảm dần. Hôm qua có một nhà đầu tư mà em vui hỗ trợ thì cô ấy có hỏi em vui rằng là những cái nhà đầu tư trước, từ những cái thời điểm giai đoạn đầu tiên anh chị đó, với lại cô đầu tư ở giai đoạn này thì nó có khác nhau là gì không, và khi mà công ty chi trả cổ tức hay là khi mà công ty IPO lên sàn thì nó có khác nhau điều gì không. Thì Vui Nguyễn cũng xin chia sẻ với anh chị về cái câu hỏi này. Anh chị hình dung là nếu như anh chị biết được một doanh nghiệp đời đó, nó từ cái thời điểm mà ở trên bản vẽ, và từ cái thời điểm mà nó bắt đầu trên bản vẽ và nó tiến hành xây dựng các dự án và tiến hành để xây dựng lên công nghệ, và từ bản vẽ trở thành hiện thực, thì nó sẽ trải qua rất là nhiều giai đoạn khác nhau anh chị, rất nhiều giai đoạn khác nhau. Và nếu như mọi người biết đến những cái giai đoạn trước mà mọi người đầu tư ấy, thì chúng ta sẽ được đầu tư với cái số, tức là từ cái số vốn rất là nhỏ chúng ta cũng có cơ hội được nắm giữ rất nhiều cổ phần. Nhưng chung quy lại là chúng ta sở hữu cổ phần của doanh nghiệp UST là chúng ta đều giống như nhau anh chị nhé. Ngày hôm nay em vui đầu tư trước hay anh chị đầu tư sau thì chúng ta đều là cổ đông giống như nhau, và chúng ta đều có quyền lợi giống như nhau. Đó, quyền lợi giống như nhau là như thế nào? Thứ nhất là chúng ta sẽ được tăng trưởng cái tài sản của mình khi công ty tiến hành IPO lên sàn chứng khoán. Tức là tại thời điểm này chúng ta đang được mua với cái giá thấp hơn rất nhiều so với giá trị thực tại của doanh nghiệp đó. Và khi mà công ty tiến hành IPO lên sàn chứng khoán thì chúng ta sẽ có cơ hội được tăng trưởng về cái tài sản, đột phá về cái tài sản của mình. Cái thứ hai đó là chúng ta sẽ có cơ hội nhận được cổ tức từ lợi nhuận kinh doanh sau thuế, trừ thuế, thì sẽ chi trả lại cổ tức cho tất cả các cổ đông. Và anh chị đầu tư thời điểm nào thì chúng ta cũng đều có quyền lợi giống như nhau. Nó chỉ khác nhau đó là nếu như anh chị đầu tư từ những cái giai đoạn đầu tiên, cái thời điểm đấy rủi ro nó rất là cao anh chị, rủi ro rất là cao. Và có thể là thời điểm đấy anh chị đầu tư chúng ta có thể mất hết toàn bộ cái số tiền đấy. Nhưng mặt đổi lại thì họ chấp nhận được cái sự rủi ro đấy và họ đầu tư từ những cái giai đoạn sớm thì họ sẽ sở hữu được rất nhiều cổ phần. Có thể 1.000 đô từ những cái năm 2014-15 gì đấy thì có thể 1.000 đô quý cô chú anh chị chúng ta đã sở hữu được khoảng 1 triệu cổ phần rồi. Đó. Nhưng mà đến giai đoạn cuối cùng này thì 1.000 đô với cái chiết khấu tại giai đoạn 15 thì chỉ được có 25.000 cổ phần thôi. Đúng ạ. Còn nếu như anh chị may mắn mà được em vui hỗ trợ tặng cho chị anh chị cái phiếu một chia 70 hoặc 75 thì 1.000 đô chúng ta sẽ sở hữu được 75.000 cổ phần. Đấy là may mắn gặp những cái người họ có những cái ưu đãi thì người ta sẽ tặng cho anh chị, thì anh chị sẽ được sở hữu nhiều cổ phần hơn. Nhưng anh chị hình dung là càng về sau, càng về cuối giai đoạn cuối cùng thì cái rủi ro nó sẽ càng giảm anh chị nhé. Và rủi ro sẽ càng giảm thì tất nhiên là cái giá cổ phần nó sẽ tăng lên anh chị, giá cổ phần sẽ tăng lên. Đó. Ngày hôm nay rủi ro mà tài chính của anh chị nó có thể bằng không, nhưng chúng ta sẽ chấp nhận là chúng ta sẽ được ít cổ phần hơn, ít cổ phần hơn so với những cái người mà họ đầu tư từ giai đoạn trước anh chị. Bởi vì có rất là nhiều câu chuyện, đó là nhiều người, ví dụ như câu chuyện của Tesla chẳng hạn, họ chỉ hâm mộ ông Tesla thôi, hâm mộ chủ tịch, hâm mộ tức là hâm mộ Elon Musk anh chị, hâm mộ Elon Musk thôi, mà người ta đã góp vốn vào doanh nghiệp Tesla, và đến khi doanh nghiệp IPO thành công thì họ tự nhiên trở thành những triệu phú tỷ phú, đúng không anh chị? Vậy thì ở doanh nghiệp này anh chị, nếu như anh chị là những cái người mà anh chị nắm bắt được thông tin kiến thức
của doanh nghiệp này tại thời điểm này mà thông tin chuẩn ấy, thì anh chị sẽ có cơ hội thắng rất lớn trong lĩnh vực này anh chị. Thậm chí anh chị là những nhà đầu tư sau nhá, nhưng anh chị hiểu được cái giá trị mà anh chị có vốn, anh chị đầu tư được, sở hữu được nhiều cổ phần, thì anh chị vẫn có cơ hội giàu hơn những cái người đi trước anh chị. Những cái người đi trước có thể họ không có nhiều tiền để họ đầu tư, họ chỉ nắm được khoảng một vài chục nghìn hay vài trăm nghìn cổ phần thôi. Nhưng anh chị tại thời điểm này anh chị có dòng vốn, anh chị có tiền, anh chị có tiền mặt, anh chị sở hữu tài sản, thì anh chị có thể sở hữu được nhiều cổ phần hơn so với bình thường. Và khi mà anh chị sở hữu được nhiều cổ phần hơn thì anh chị vẫn sẽ giàu hơn những cái người khác như bình thường anh chị ạ. Đó, cái quan trọng là thời điểm nào thì nó cũng sẽ có những cái gọi là nó sẽ có những cái giá trị ở tại thời điểm đấy. Bởi vì thời điểm này anh chị đầu tư thì cái rủi ro nó rất là thấp rồi. Thậm chí là nếu như nói về tiền, em Vui có thể nói một điều rằng là đến tại thời điểm này em Vui tự tin, em Vui đầu tư vào đây, em Vui không mất 1.000 đồng nào cả anh chị. Vậy thì đến bản thân em, đến bây giờ em vẫn liên tục góp vốn vào doanh nghiệp này và không có bỏ qua những cái sân sàn tài chính nào cả, cũng không có góp vốn vào các doanh nghiệp khác nữa. Bởi vì tại thời điểm em Vui đang đầu tư tập trung vào doanh nghiệp này, bởi vì em biết được rằng là đến thời điểm này nó là một trong số những cái cơ hội chắc chắn anh chị sẽ thắng rất là lớn. Đó, anh Vinh Bùi có bảo rằng là công UST đi vào hoạt động được mấy năm rồi. UST tại thời điểm này thì đã hoạt động là bước sang năm thứ 9 rồi anh chị ạ. Và đến bây giờ thì đang ở giai đoạn cuối cùng để gọi vốn cho gọi vốn, tức là vòng gọi vốn cuối cùng anh chị ạ. Vậy thì nếu như mà anh chị để lọt qua cái vòng này thì để mà anh chị được nắm cổ phần, sau này anh chị có thể sở hữu được cổ phần, thì bắt buộc là phải đợi công ty lên sàn. Và khi lên sàn rồi thì cái giá cổ phần của nó sẽ rất là cao anh chị nhé. Và khi nó đã lên sàn rồi, cái giá cổ phần sẽ rất là cao, nó sẽ tăng trưởng theo cái vốn hóa của thị trường anh chị. Và những cái nhà đầu tư mà người ta nắm giữ trước khi nó IPO á, thì chúng ta luôn luôn được nắm giữ cái giá thấp hơn rất là nhiều so với cái giá trị thực tại của doanh nghiệp đó anh chị. So với giá trị thực tại của doanh nghiệp đó. Và người có tiền hay người có nhiều tiền hay người có ít tiền, chỉ cần mọi người nắm giữ cổ phần thôi thì mọi người đều có cơ hội chắc chắn là sẽ đổi đời. Bởi vì với cái thương vụ này thì em Vui còn nghĩ rằng nó sẽ đột phá và tăng trưởng tài sản rất là lớn. Chị Song Hải có bảo rằng em cảm ơn chị Song Hải nhé. Chị Song Hải bảo rằng là chắc chắn UST sẽ thắng. Với bản thân em Vui thì cơ hội UST nó sẽ thắng rất là lớn, chứ không phải chỉ đơn giản là thắng bình thường nữa. Bản thân em đã được sang và trải nghiệm con tàu UST ở tại Saza UAE. Và năm sau nếu như có cơ hội được sang UAE lần nữa, hoặc là có cơ hội được sang bên Belarus, thì chắc chắn là em Vui sẽ mục tiêu là sẽ sang để làm sao mà liên tục cập nhật được cái sự phát triển của doanh nghiệp này và thấy được cái sự lớn mạnh của doanh nghiệp này từng ngày anh chị ạ. Đó, bởi vì nếu như anh chị là cổ đông của tập đoàn công nghệ UST mà anh chị chưa từng sang đấy một lần, thì anh chị hãy đặt mục tiêu sang đấy một lần đi. Bởi vì nếu như anh chị sang đấy một lần, anh chị sẽ thấy được cái bức tranh về doanh nghiệp này, cái công nghệ này nó lớn như thế nào, nó giá trị như thế nào và nó đẳng cấp như thế nào anh chị. Nó không phải đẳng cấp như em Vui nói, hay là anh chị sẽ tự cảm nhận được cái sự đẳng cấp của nó luôn. Đó, bởi vì đến bây giờ nó là một trong số cái doanh nghiệp mà đi đầu về lĩnh vực giao thông cực kỳ thông minh luôn anh chị. Đó, và các chuyên gia trên thế giới người ta đánh giá sẽ chiếm 50% thị phần giao thông toàn cầu. Và một cái phương tiện giao thông nó sẽ giải quyết được toàn bộ những cái bài toán về tắc đường, tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường với cái chi phí xây dựng cực kỳ rẻ. Và nó có thể đáp ứng cho toàn bộ các quốc gia trên toàn thế giới, kể cả những cái đất nước nghèo hay là những cái đất nước mà đang phát triển, thì họ đều có thể xây dựng được cái loại phương tiện này và ở mọi địa hình khắc nghiệt nhất. Đó, địa hình đồi núi, sông ngòi hay là đồng bằng, sa mạc, bão cát, bão tuyết thì đều có thể xây dựng được. Và những cái tuyến đường giao thông tại thời điểm này anh chị đang đi, thì anh chị hình dung là trong tương lai là sẽ có một cái con đường bên trên nữa. Chúng ta sẽ hai con đường nó sẽ song song, chạy song song với nhau anh chị. Và con đường bên trên nó sẽ là của UST. Và UST đang tạo ra một cái tổ hợp về giao thông rất là đẳng cấp anh chị. Anh Lượng Hoàng có bảo rằng là UST số 2, không ai là số 1. Anh Sinh Thái nói rằng là không còn nhiều cổ phần gốc nữa đâu mọi người ạ, vì đây là giai đoạn cuối cùng rồi. Đó, anh Vinh Bùi có hỏi rằng là mấy đô la một cổ phần em ơi. Giá trị cổ phần của UST thì đã được định giá là 1 đô la trên một cổ phần rồi. Từ những năm 2013 thì cái sở hữu trí tuệ của nó đã được định giá là 400 tỷ đô la Mỹ. Và khi thương mại
Đó, 400 tỷ đô la Mỹ khi thương mại thì nó sẽ có giá trị thực tế là như thế. Vậy thì nếu như anh chị sở hữu được một cổ phần của ST thôi thì giá trị thực của anh chị đã được định giá là 1 đô la rồi. Còn tất nhiên là chúng ta được sở hữu trước IPO là chúng ta được sở hữu với cái giá thấp hơn so với giá 1 đô. Đó, tùy thuộc vào cái gói đầu tư của anh chị thì cái giá cổ phần nó sẽ khác nhau anh chị nhé. Đó, ví dụ như cái gói 1.000 đô tại thời điểm này thì chúng ta đang sở hữu là 25.000 cổ phần. Và nếu như anh chị được em vui tặng cho cái phiếu chiết khấu 1:75 thì anh chị sẽ sở hữu là 75.000 cổ phần, gấp 3 lần so với bình thường. Đó, vậy thì đến thời điểm này nó chỉ là 0,0 mấy đô la trên một cổ phần thôi, rất là rẻ. Nó chỉ rơi đồng khoảng một vài trăm đồng thôi anh chị, một vài trăm đồng trên một cổ phần thôi. Chính vì thế mà anh chị đầu tư thời điểm này thì anh chị sẽ có cơ hội ít nhiều lần tài sản của mình. Đấy chính là lý do vì sao mà có rất là nhiều người từ lễ tân, bảo vệ, công nhân, lái xe cũng trở thành triệu phú, bởi vì họ được nắm giữ cái giá trị cổ phần là rất là thấp. Đó, và khi mà công ty tiến hành IPO thì họ đều là những cái triệu phú của tương lai. Bởi vì đây em vui còn nói rằng đây là một cơ hội để giúp cho anh chị kiếm 1 triệu đô la đầu tiên ấy. Bởi vì anh chị có 1 triệu cổ phần của ST thôi, anh chị đã có tài sản được định giá là 1 triệu đô la rồi anh chị, 1 triệu đô la. Đó. Vậy thì thực sự là đến tại thời điểm này thì UST ngày hôm nay cũng có, ngày hôm qua với ngày hôm nay cũng có rất là nhiều cái thông tin rất là mới, rất là giá trị, và em vui muốn cập nhật cho anh chị một chút để anh chị thấy được rằng là UST vẫn liên tục phát triển từng ngày, liên tục phát triển từng ngày như thế, và vẫn chưa một lần nào mà em vui cảm thấy rằng là mình đang sự nắm trong tay một cái kim cương lớn như thế anh chị. Bởi vì thực sự em vui hay chia sẻ với mọi người rằng là khi mà cơ hội đến ấy, nếu như chúng ta không phải là người dành thời gian tìm hiểu nó thì anh chị sẽ không thể hiểu được đấy là cơ hội của mình đâu. Nó giống như ngày hôm nay, nếu như anh chị chưa được cầm vào viên kim cương thì dù có đưa kim cương cho anh chị thì anh chị cũng không biết đấy là kim cương để anh chị nắm đâu anh chị ạ. Đúng không ạ? Vậy thì cơ hội cũng như thế. Ngày hôm nay trao cho tất cả anh chị biết đến rồi, nhưng nếu như anh chị không nghiên cứu, không nghiêm túc, không tìm hiểu thì anh chị cũng không hiểu được những cái giá trị lớn của doanh nghiệp là đâu. Chính vì thế mà tất cả những anh chị nào đã từng hỏi em vui về UST, em vui gửi cho anh chị thông tin để anh chị hãy dành thời gian anh chị nghe lấy một lần đi. Nghe lấy một lần, bởi vì đấy là cái trách nhiệm của mình. Trách nhiệm của mình để khi mình hiểu được mình đầu tư vào đây đâu thì mình sẽ không sợ mất tiền. Như anh chị em gửi cho anh chị không xem, không nghe đâu. Xong cứ hỏi đầu tư vào đây được bao nhiêu tiền, bao giờ có lãi, bao giờ có lợi nhuận, rồi nhỡ ra nó mất tiền thì sao em? Vậy thì nó mất tiền, nếu như anh chị sợ mất tiền thì anh chị phải dành thời gian anh chị tìm hiểu chứ. Vậy thì tại vì sao em lại bỏ đây là cái cơ hội giá trị, đây là cơ hội lớn? Bởi vì em có đầy đủ những cái căn cứ, đầy đủ những cái thông tin, đầy đủ những cái tiêu chí để em có thể đánh giá được cái doanh nghiệp này. Nó là một cái doanh nghiệp lớn, thành công lớn. Vậy thì anh chị cũng phải là người dành thời gian anh chị xem những cái video em chia sẻ anh chị, những thông tin em chia sẻ anh chị mới có thể hiểu được và anh chị mới nắm được cái cơ hội này. Bởi vì nếu như anh chị không tìm hiểu thì chúng ta sẽ không thể nắm được hết cái mức tối đa của anh chị. Và khi mà không nắm được hết mức tối đa thì đấy là một cái sự tiếc nuối rất lớn về sau này. Đó. Vậy thì ngày hôm nay có một cái thông tin mà em vui cho rằng là một cái thông tin rất là giá trị anh chị ạ. Đó là một cái khoảng khắc mang cái tính, mang một cái bước ngoặt mới ở tại trung tâm kiểm tra và chứng nhận USKY của chúng ta ở tại Saja UAE anh chị. Thì ngày hôm nay chúng ta đã tiếp đón Bộ trưởng của Bộ Giao thông Đường bộ và Đường cao tốc đáng kính của Ấn Độ tới thăm cái trung tâm thử nghiệm này, và được trìu mến gọi là người đàn ông đường cao tốc của Ấn Độ. Và Bộ trưởng Gakali là động lực thúc đẩy hành trình chuyển đổi trong lĩnh vực giao thông vận tải của Ấn Độ. Và trong thời gian đáng chú ý là 9 năm dưới sự lãnh đạo có tầm nhìn của ông, thì mạng lưới đường cao tốc của Ấn Độ đã mở rộng tới mức phi thường lên tới 59%. Và chiến công này chính là minh chứng cho cam kết của ông đối với các dự án cơ sở hạ tầng mang tính thay đổi và việc xây dựng các cầu vượt đầy cảm hứng hiện trải dài khắp đất nước. Và sự phấn khích ngày càng tăng cao khi eSky Chatbot phối hợp với USKY Chatbot chuẩn bị giới thiệu những cải tiến đột phá, những phát triển nhằm mục đích xác định lại công nghệ giao thông và cơ sở hạ tầng tại Ấn Độ, và đánh dấu một kỷ nguyên mới của sự tiến bộ và kết nối. Và chỉ riêng năm 2021 thì việc xây dựng đường cao tốc của Ấn Độ đã chứng kiến một thành tựu hoành tráng khi xây dựng được 13.327 km đường cao tốc, vượt mục tiêu ở mức đáng kinh ngạc lên tới 21%. Đó. Vậy thì điều này nó là một cái con số rất là kinh ngạc.
là 37 km đường cao tốc quốc gia xây dựng hàng ngày, một tốc độ và quy mô chưa từng có trong lịch sử của Ấn Độ. Đó. Và sắp tới thì Ấn Độ của chúng ta, Ấn Độ ấy, người ta sẽ kết hợp với cái sự đổi mới về cái sự phát triển công nghệ giao thông UNSKY của chúng ta. Và ngày hôm nay thì Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải của Ấn Độ, người ta cũng đã đến thăm cái trung tâm thử nghiệm của chúng ta ở tại Sharjah, UAE. Và em vui tin chắc chắn rằng với cái sự kiện này thì trong tương lai gần, Ấn Độ sẽ là một trong số cái đất nước mà sẽ xây dựng cái hệ thống giao thông thông minh của chúng ta anh chị. Bởi vì anh chị hình dung là, bởi vì người ta đang đẩy mạnh hợp tác, đẩy mạnh cái tiến độ hợp tác với UST để giải quyết triệt để các vấn nạn về tắc đường, tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường của nước nhà của họ. Bởi vì Ấn Độ cũng là một trong số cái đất nước cũng không khác gì những cái quốc gia khác, nó vẫn gặp phải những cái vấn đề về ùn tắc giao thông, về ô nhiễm môi trường đó. Vậy thì nếu như mà Ấn Độ xây dựng cái công nghệ này, thì với cái tốc độ xây dựng cái tuyến đường cao tốc ở tại Ấn Độ như thế, vậy thì nếu như nó xây dựng UST chúng ta thì cái tốc độ nó sẽ lớn như thế nào và nó sẽ nhanh như thế nào anh chị? Đó, và nếu như Ấn Độ mà xây dựng thì em vui tin rằng là cái tốc độ nó quá là kinh khủng. Và với cái tốc độ như thế thì công ty của chúng ta, UST chúng ta sẽ thu về những cái lợi nhuận rất lớn từ những tuyến đường xây dựng ở tại Ấn Độ anh chị. Có một anh hỏi rằng là Việt Nam thì sao hả bạn? Đến tại thời điểm này thì anh chị hình dung là công nghệ giao thông của chúng ta sẽ làm việc với các chính phủ chứ không có làm việc với người dân. Chính vì thế mà anh chị có là nhà đầu tư vào tập đoàn công nghệ UST mà anh chị là nhà đầu tư tại Việt Nam, anh chị cũng chưa được làm việc với tập đoàn công nghệ UST chúng ta đâu, mà người làm việc phải là chính phủ của Việt Nam. Vậy thì Việt Nam, anh chị hình dung là nó cũng sẽ là một cái đất nước trong tương lai nó sẽ có cái công nghệ này thôi. Em vui tin điều đó bởi vì nó cũng sẽ là một cái giải pháp rất lớn cho Việt Nam với cái vấn đề ùn tắc môi trường và ô nhiễm môi trường ở tại Việt Nam. Nhưng nó sẽ cần phải một khoảng thời gian. Nó sẽ cần phải thời gian anh chị, bởi vì Việt Nam nó đang đi chậm hơn so với cái đất nước khác. Đó, chậm hơn so với đất nước khác. Vậy thì đặt ra câu hỏi rằng là nếu như nó không xây dựng, nó chưa xây dựng ở tại Việt Nam, thì anh chị là những nhà đầu tư vào công nghệ UST, thì anh chị có nhận được khoản lợi nhuận từ khoản đầu tư của mình hay không? Thì em vui cũng xin chia sẻ với anh chị về cái câu hỏi này luôn anh chị nhé. Bởi vì có rất nhiều anh chị bảo rằng là mình phải đầu tư vào doanh nghiệp của Việt Nam thì mình mới có lợi nhuận từ khoản đầu tư của mình. Còn nếu như mình không đầu tư Việt Nam mà nó xây dựng ở nước khác thì mình cũng chưa có. Thì anh chị, nếu như anh chị nói như thế thì thực sự anh chị vẫn chưa hiểu được cái giá trị của việc đầu tư đâu. Bởi vì ở đây chúng ta hình dung là chúng ta góp vốn vào doanh nghiệp, nó chẳng khác gì anh chị mở ra một doanh nghiệp ấy. Anh chị vẫn là chủ của doanh nghiệp đấy, anh chị vẫn là cổ đông của doanh nghiệp đấy, chỉ là anh chị không tham gia vào việc vận hành thôi. Đó, vậy thì khi anh chị đã là cổ đông của doanh nghiệp đấy rồi, doanh nghiệp làm ăn có lợi nhuận, doanh nghiệp làm ăn phát triển, thì anh chị sẽ, doanh nghiệp có lợi nhuận, doanh nghiệp làm ăn phát triển thì anh chị là cổ đông, anh chị sẽ nhận được tiền từ khoản đầu tư của mình. Đó, không cần biết nó bán cho đất nước nào, nó không cần biết nó xây dựng ở đâu, nhưng chỉ cần nó có lợi nhuận thôi là anh chị có tiền. Nó có chi trả cổ tức là anh chị là cổ đông, là anh chị có tiền. Nó giống như anh chị biết những tập đoàn như ở tại Việt Nam như sữa Vinamilk, như công ty nhựa Bình Minh hay là rất là nhiều doanh nghiệp khác nữa, hay là Bia Sài Gòn chẳng hạn. Đúng ạ, nó lại doanh nghiệp của Việt Nam. Nhưng ví dụ như Vinamilk chẳng hạn là doanh nghiệp của Việt Nam, sữa Vinamilk là của Việt Nam, nhưng người Thái Lan người ta đang sở hữu cổ phần của Vinamilk. Vậy thì người Việt Nam là người uống sữa mà, người Thái Lan có uống là mấy đâu, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta uống sữa, chúng ta là người tiêu dùng nhiều nhất, và doanh nghiệp Vinamilk có lợi nhuận là doanh nghiệp cuối của người Thái Lan, bởi vì người Thái Lan là người ta nắm giữ cổ phần của mình mà. Mình là người Việt Nam, đặt ra câu hỏi tại sao mình là người Việt Nam mà mình lại không có được một cổ phần nào của tập đoàn Vinamilk. Ôi anh chị, đó, bởi vì chúng ta không biết đến lĩnh vực đầu tư doanh nghiệp, và khi mà doanh nghiệp có lợi nhuận thì nó lại đổ về những cái người mà người ta sở hữu cổ phần anh chị. Đó, nó giống như hôm qua em vui có đi xe VinFast chẳng hạn, đúng không ạ? Vậy thì những cái người mà lái xe cho VinFast chẳng hạn, họ lái xe nhưng họ làm gì có cổ phần đâu, và họ vẫn đang đi làm thuê cho những người, những cái ông mà nắm giữ cổ phần của VinFast anh chị. Đó, hay là CVD hay là Herbalife cũng thế, anh chị đang đi bán hàng, đang đi bán sản phẩm đó anh chị.
anh chị bán sản phẩm, lúc nào anh chị bán anh chị còn tiền, hệ thống anh chị bán anh chị còn tiền, nhưng anh chị không bán nữa anh chị làm gì còn tiền, đúng không ạ? Nhưng những cái người mà họ có cổ phần của Hepperline, có cổ phần của Simili, anh chị làm họ không phải bán cái gì cả, họ vẫn có tiền như bình thường, họ vẫn có lợi nhuận từ khoản đầu tư của họ, bởi vì họ là cổ đông, họ cổ sở hữu cổ phần mà, đúng không ạ? Đó, anh thực phẩm Tô Lâm cũng bảo rằng bây giờ mình muốn đầu tư thì bắt đầu từ đâu, và sở hữu cổ phần thì như thế nào, đúng không ạ? Thì em vui nói luôn cái câu hỏi này anh chị nhé. Anh chị sở hữu cổ phần doanh nghiệp trước IPO nó sẽ khác với chứng khoán anh chị nhé. Hồi sáng này có một người hỏi em vui rằng là em vui có đầu tư vào chứng khoán không, thì xin thưa với anh chị một điều rằng là tại thời điểm này thì bản thân em vui không đầu tư vào chứng khoán anh chị nhé, mà em đang đầu tư vào những cái công ty mà trước khi lên sàn chứng khoán, tức là em đầu tư vào doanh nghiệp trước khi lên sàn, em đầu tư nó đẳng cấp hơn anh chị, là mình sở hữu cổ phần gốc, mình đầu tư vào việc đầu tư vào giá trị thực của doanh nghiệp ấy, đầu tư vào việc sản xuất anh chị đó. Vậy thì nếu như mình đầu tư vào trước khi IPO thì mình sẽ có cơ hội nắm giữ cái giá thấp hơn rất nhiều so với giá trị thực tại, và anh chị đầu tư vào trước khi IPO là anh chị nắm giữ cổ phần gốc luôn đó. Cổ phần gốc là tức khi anh chị đầu tư xong là anh chị sẽ có giấy chứng nhận anh chị là cổ đông của doanh nghiệp đấy. Vậy thì để mà anh chị được đầu tư vào UFT thì việc đầu tiên là anh chị cần phải đăng ký một tài khoản thông qua cái quỹ huy động vốn của doanh nghiệp UFT đó, và gần 200 quốc gia trên toàn thế giới người ta đều đầu tư thông qua quỹ này. Chính vì thế mà anh chị ở bất kỳ nơi nào anh chị cũng đều có thể đầu tư thông qua cái quỹ này đó. Vậy thì đầu tiên anh chị sẽ cần phải đăng ký một tài khoản, sẽ gồm căn cước công dân chính chủ của anh chị hai mặt, số điện thoại và Gmail của anh chị, và sau đó thì chúng ta sẽ đăng ký tài khoản, sẽ đăng ký bắt đầu tiến hành lập tài khoản và xác minh tài khoản, và trong vòng 24 giờ thì công ty sẽ xác minh tài khoản cho anh chị, và khi xác minh thành công thì lúc đấy chúng ta sẽ tiến hành đầu tư anh chị nhé, tiến hành đầu tư. Và một công dân thì chỉ được một lập tài khoản duy nhất và không có tài khoản thứ hai, và dù anh chị có lập thêm một tài khoản nữa thì cái tài khoản thứ hai cũng không thể xác minh được, và cũng không thể xác minh được, và khi không thể xác minh được thì anh chị đầu tư vào đấy cũng không được đó. Vậy thì một người, một công dân Việt Nam chỉ được đầu tư một tài khoản duy nhất, một chứng minh thư duy nhất, bởi vì nó là tài sản của anh chị, nó không phải là cái sân sàn tài chính mà anh chị muốn lập bao nhiêu cái thì lập, đúng không ạ? Nó là tài sản của anh chị, và tài sản thì nó sẽ có giá trị rất lớn. Chính vì thế mà cái tài khoản này nó cũng không khác gì cái tài khoản ngân hàng của anh chị, nó sẽ được anh chị vào và anh chị theo dõi hàng ngày, thường xuyên hàng ngày luôn đó, để cập nhật và theo dõi thông tin mà doanh nghiệp cung cấp. Và anh chị phải là người có trách nhiệm với khoản đầu tư của mình, theo dõi hàng ngày những cái thông tin về cái sự phát triển của doanh nghiệp đó, và anh chị theo dõi cái số lượng cổ phần của anh chị, và theo dõi cái tiến trình chuyển đổi giai đoạn và kết thúc huy động vốn của doanh nghiệp đó. Vậy thì bắt đầu là từ việc lập tài khoản, sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu mua đô và đầu tư. Vậy thì nếu như anh chị mà muốn hiểu rõ hơn về cái cách thức tham gia thì anh chị có thể kết nối em vui để em vui có thể hỗ trợ kỹ hơn cho anh chị, cũng như hướng dẫn các anh chị là đăng ký và xác lập tài khoản như thế nào đó. Còn anh chị hình dung là đến tại thời điểm này thì anh thực phẩm Tô Lâm có hỏi rằng quỹ đầu tư nào ở Việt Nam. Thực ra thì anh chị hình dung là tại thời điểm này chúng ta đang đầu tư vào doanh nghiệp của quốc tế, doanh nghiệp về công nghệ giao thông trên cao, trụ sở chính là thuộc Minvelux, và chúng ta đang sử dụng hình thức huy động vốn là crowdfunding. Crowdfunding là huy động vốn từ cộng đồng đó. Chính vì thế mà cộng đồng nhà đầu tư trên toàn thế giới chúng ta sẽ đầu tư thông qua cái quỹ đấy, chứ không thông qua bất kỳ một tổ chức hay một cá nhân ở bất kỳ các quốc gia nào trên thế giới cả, cũng không có cái tổ chức nào ở Việt Nam, cũng không có tổ chức nào ở đất nước nào cả, mà chúng ta đầu tư thông qua cái quỹ SWC đó, quỹ Skyward Community. Đây là cái quỹ mà sẽ đầu tư để giúp chúng ta đầu tư vào, và cái quỹ này thì đã được chính nhà sáng lập của công nghệ UFT công bố từ những năm 2014 đó. Người ta đã công bố từ 2013 rồi, đã công bố cái quỹ này đó, đã công bố cái quỹ này để nó chính là cái quỹ mà sẽ giúp anh chị đầu tư suốt từ những năm 2014 cho tới nay, nó chỉ thông qua quỹ đấy thôi, và không thông qua bất kỳ một tổ chức hay cá nhân nào cả. Có cá nhân hỗ trợ anh chị, chẳng qua là chỉ đang hỗ trợ anh chị đầu tư đúng chuẩn vào doanh nghiệp thôi, lập tài khoản chính xác các thứ để giúp anh chị đầu tư đúng chuẩn vào doanh nghiệp thôi.
chứ không phải là đầu tư thông qua một tổ chức cá nhân nào. Chính vì thế mà em vui chia sẻ rằng là đầu tư thông qua crowdfunding, anh chị có thể tìm hiểu kỹ, là chúng ta sẽ thông qua internet và không thông qua bất kỳ ai cả. Chính vì thế mà sẽ không có bất kỳ một cái văn phòng đại diện ở bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới anh chị nhé. Đó, chính vì thế mà chúng ta đầu tư ở đây là sẽ không có bất kỳ một văn phòng đại diện nào ở bất kỳ quốc gia nào, bởi vì chúng ta đang đầu tư là thông qua crowdfunding, là đầu tư trực tiếp thông qua quỹ. Là chúng ta có thể tìm hiểu rõ hơn về cái crowdfunding là huy động vốn cộng đồng, là chúng ta sẽ đầu tư trực tiếp thông qua internet. Đó, nhà đầu tư sẽ đầu tư góp vốn trực tiếp vào đấy, và sau đó thì mọi người sẽ nhận lại cổ phần của mình. Và cổ phần ấy, khi anh chị nhận, anh chị đăng ký, anh chị đầu tư xong, anh chị là cổ phần sở hữu của anh chị, thì anh chị sẽ được nhận giấy chứng nhận cổ phần. Giấy chứng nhận cổ phần sẽ được chuyển, đã sẽ được chúng ta đăng ký và gửi trực tiếp từ bên Min Belut về cho tất cả mọi người. Đó, anh chị có thể đặt hết về cũng được, anh chị có thể đặt một tờ để anh chị làm cái kỷ niệm, để anh chị biết là anh chị đang sở hữu cái tài sản lớn như thế nào. Đó anh chị. Còn sau này khi mà công ty lên IPO, lên sàn chứng khoán hay là nhận cổ tức, thì chúng ta sẽ nó là sẽ là cái câu chuyện của sau này. Đó, công ty sẽ công bố cái tiến trình về IPO hay là cổ tức như thế nào, thì nó sẽ thông báo sau cho tất cả các cổ đông thông qua cái văn phòng cá nhân của anh chị. Đó, còn anh chị đầu tư vào đây thì anh chị sẽ có giấy chứng nhận cổ phần. Giấy chứng nhận cổ phần này anh chị hình dung là anh chị mua đất thì anh chị sẽ có sổ đỏ. Còn anh chị đầu tư vào doanh nghiệp thì anh chị sẽ có giấy chứng nhận, anh chị là cổ đông của doanh nghiệp đấy. Và khi anh chị có cái giấy chứng nhận cổ đông của doanh nghiệp, thì cái giấy này nó cũng không khác gì một cái quyền sổ lưng ngưu của anh chị. Nó cũng không khác gì một cái quyền sổ đỏ của anh chị ạ. Thậm chí nó có còn giá trị lớn hơn rất là nhiều anh chị. Nó còn có giá trị lớn hơn rất là nhiều, bởi vì mua đất thì anh chị chỉ bán đất ở tại Việt Nam thôi. Anh chị gặp chiến tranh dịch bệnh xảy ra, anh chị đi sang nước ngoài anh chị sống chẳng hạn, thì anh chị có mang quyển sổ đó ra, người ta cũng chẳng biết đấy là cái tài sản của anh chị đâu. Nhưng nếu như anh chị có cổ phần của OST, anh chị có giấy chứng nhận cổ phần, anh chị mang đi bất kỳ nơi nào trên toàn thế giới, người anh chị đưa cho mọi người, thì anh chị đều nhìn, họ đều biết được rằng là à, thì ra anh chị đang là cổ đông của doanh nghiệp này. Đó, anh chị đang là cổ đông của doanh nghiệp về công nghệ giao thông lớn như thế này anh chị. Anh chị biết không ạ, ngày trước nếu như anh chị đầu tư vào Facebook, đầu tư vào Apple hay Zalo hay là các doanh nghiệp về trước IPO, là anh chị đều có giấy chứng nhận cổ đông anh chị nhé. Đó, anh chị đều có giấy chứng nhận cổ đông. Và anh chị hình dung là anh chị hình dung là cái giấy chứng nhận của anh chị ấy, để em vui sẽ lấy cái giấy chứng nhận ra cho anh chị xem. Giấy chứng nhận của anh chị nó sẽ có giá trị rất lớn anh chị nhá. Đây ạ, đây chính là giấy chứng nhận của anh chị. Anh chị hình dung ấy, cho em vui là đây này. Đây chính là con dấu của Ủy ban Dịch vụ Tài chính BVIFSC. Có rất nhiều anh chị hỏi rằng là tôi đầu tư vào đây, ai là người bảo vệ quyền lợi cho nhà đầu tư trên toàn thế giới? Thì anh chị hình dung là giấy chứng nhận cổ phần. Đây này, cái giấy là một cái tờ giấy cực kỳ giá trị luôn. Nó không khác gì một quyền sổ lưng hưu của anh chị. Đó, một quyển sổ lưng hưu của những người đi làm công ăn lương 30 đến 35 năm. Trong khi đó mọi người đi làm 30 đến 35 năm chắc gì có được một cái tài sản lớn như thế này. Nhưng anh chị có cái tài sản này, anh chị hình dung là nó vừa tăng trưởng trên cái giá trị của nó, nó vừa có cổ tức và rất là rõ ràng và minh bạch về pháp lý. Anh chị hình dung là đầu tư là chúng ta phải tìm hiểu rõ về pháp lý, chứ không phải là thiên chỉ lợi nhuận anh chị. Pháp lý nó sẽ có gì? Nó sẽ có cái đơn vị bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư này, rồi là báo cáo tài chính này, mã chứng khoán của doanh nghiệp khi mà công ty tiến hành IPO lên sàn nó sẽ là như thế nào, đúng không ạ? Rồi là cái đơn vị nào mà sẽ bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư trên toàn thế giới. Vậy thì BVIFSC đây ạ, đây là con dấu của Ủy ban Dịch vụ Tài chính BVIFSC. Đây là đơn vị thuộc quần đảo Virgin thuộc Anh. Đó, thuộc quần đảo Virgin thuộc Anh. Thì đây là cái đơn vị mà sẽ cấp phép và giám sát cho quá trình gọi vốn và huy động vốn của tập đoàn công nghệ UST. Đồng thời nó cũng sẽ là cơ quan quốc tế bảo vệ quyền lợi cho nhà đầu tư trên khắp thế giới. Đó, sau này xảy ra bất kỳ một cái vấn đề gì cả, khi mà chúng ta đầu tư góp vốn vào doanh nghiệp mà số tiền nó không có đổ trực tiếp về doanh nghiệp ấy, mà doanh nghiệp, cái đơn vị này nó sẽ giám sát cái quá trình gọi vốn mà nó phát hiện ra bất kỳ một cái sai phạm nào đấy, thì ngay lập tức nó sẽ đứng ra để nó bảo vệ quyền lợi cho nhà đầu tư. Chính vì thế mà chúng ta đầu tư doanh nghiệp quốc tế thì pháp luật quốc tế phải là cái người mà bảo vệ cho nhà đầu tư.
chứ nó không phải là một doanh nghiệp hay một tổ chức cá nhân ở một đất nước nào đâu anh chị. Đó, vậy thì làm sao để chúng ta biết là một doanh nghiệp làm ăn tốt đâu anh chị? Thứ nhất là anh chị biết xem báo cáo tài chính, thì anh chị có thể xem báo cáo tài chính thì anh chị sẽ biết được rằng là doanh nghiệp lợi nhuận lãi lỗ như thế nào, hàng năm như thế nào. Cái thứ hai đó là anh chị có thể theo dõi và cập nhật thông tin về sự phát triển của doanh nghiệp thường xuyên. Đó, anh chị có thể xem về những cái thành tựu mà doanh nghiệp đã đạt được trong suốt nhiều năm qua, thì anh chị sẽ biết được doanh nghiệp làm ăn nó có tốt hay không. Cái tiếp theo, một cái tiếp theo để anh chị biết được doanh nghiệp làm ăn có tốt hay không ấy, anh chị cứ thử hỏi xem năm nay với năm vài năm nay bao nhiêu doanh nghiệp đã phá sản rồi, đúng không ạ? Bao nhiêu doanh nghiệp đã phá sản rồi và bao nhiêu doanh nghiệp không có sinh nhật lần thứ 3 rồi, và bao nhiêu doanh nghiệp đã phá sản trong năm đầu tiên rồi. Nhưng đến tại thời điểm này, doanh nghiệp UST đã tồn tại 9 năm nay rồi. Mặc dù những cái thời điểm khó khăn nhất dịch bệnh Covid xảy ra, năm nay là năm khủng hoảng kinh tế, nhưng doanh nghiệp vẫn phát triển như bình thường, vẫn xây dựng được rất nhiều những cái thành tựu lớn, xây dựng được cái trung tâm thử nghiệm ở Saza OE, nhà máy sản xuất, rồi nhà máy, tòa nhà văn phòng, rồi thuê rất nhiều các kỹ sư, những cái kỹ sư giỏi trong lĩnh vực đổi về đổi mới công nghệ ở rất nhiều quốc gia trên toàn thế giới, với cái chi phí rất nhiều tiền để thuê họ về làm. Đó, và trong suốt nhiều năm qua đến bây giờ nó đã có rất nhiều thành tựu, và thậm chí đến thời điểm này nó đã có những cái hạng mục đã được chứng nhận và được xây dựng, bắt đầu có những cái hợp đồng đã được ký kết và chuẩn bị được cái, đang trong cái quá trình thiết kế và chuẩn bị được xây dựng rồi, và có rất nhiều các hợp đồng. Vậy thì một doanh nghiệp đến bây giờ nó vẫn tạo ra tiền, đến bây giờ nó vẫn tạo ra được rất nhiều cái thành tựu lớn như thế, mặc dù khủng hoảng kinh tế lớn như thế, nhưng nó vẫn phát triển mạnh mẽ ngày hôm nay. Vậy thì theo anh chị đầu tư vào nó có yên tâm không anh chị? Bản thân em Vui được sang trải nghiệm thực tế con tàu này, em Vui thừa hiểu được rằng là một cái doanh nghiệp nếu như nó không phát triển, nó không có cái thành tựu gì hết, nó không có, tức là nếu như một doanh nghiệp mà nó không có cái sự phát triển mạnh mẽ ngày hôm nay thì chắc chắn là nó sẽ không bao giờ đón nhận được cái sự ủng hộ lớn mạnh của các quốc gia trên toàn thế giới đâu anh chị. Đó, báo cáo tài chính thì có thể tí nữa anh Tô Lâm sẽ nhắn tin qua cho em Vui, em Vui sẽ gửi cho anh chị những cái thông tin về báo cáo tài chính để anh chị xem nhé. Đó, nếu như anh chị mong muốn mà tìm hiểu về báo cáo tài chính thì em Vui sẽ gửi cho anh chị tổng hợp báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong những năm qua để anh chị có thể xem anh chị nhé. Đó, còn nếu như nói về báo cáo tài chính thì em Vui muốn chia sẻ một chút. Đó là doanh nghiệp UST của chúng ta đã được kiểm toán từ những năm 2015 cho đến bây giờ rồi. Và từ năm 2019 đã có kiểm toán quốc tế, đó là kiểm toán BDO. BDO là kiểm toán quốc tế, là kiểm toán riêng biệt, tách biệt với doanh nghiệp, người ta vào người ta kiểm toán. Chính vì thế mà nó sẽ rất là minh bạch, rõ ràng về pháp lý, về báo cáo tài chính anh chị. Bình thường anh chị đi đầu tư chứng khoán ấy, ở tại Việt Nam anh chị chỉ xem báo cáo tài chính của kế toán người ta kiểm toán thôi. Chính vì thế anh chị cũng không thể tin được những con số đấy trong đấy là thật đâu anh chị. Nhưng khi anh chị được xem báo cáo tài chính của Unikai ấy, con số cực kỳ chuẩn. Báo cáo tài chính của BDO, đó là một trong số đơn vị kiểm toán lớn thứ 5 trên toàn thế giới kiểm toán cho doanh nghiệp của mình. Chính vì thế mà nó rất minh bạch trong con số. Đó, chính vì thế mà có những nhà đầu tư game Vui hỗ trợ ấy, họ xem báo cáo tài chính họ biết mà. Nếu như một doanh nghiệp khác nó sẽ gọi là nó sẽ đưa lãi lên nhiều, nó sẽ tự cho lãi lên nhiều để cho anh chị góp vốn hay gì đấy, nhưng doanh nghiệp này rất rõ ràng lợi nhuận các thứ nó như thế nào. Đó, lợi nhuận ít cũng chưa có nhiều đâu anh chị, nhưng mà nó vẫn có sự phát triển và tồn tại đến tận bây giờ. Và thực sự là đến bây giờ có rất nhiều các hợp đồng đã được ký kết rồi. Nhưng anh chị là những cổ đông phổ thông thì anh chị chưa có cơ hội được tiếp cận những cái thông tin mật như thế. Nhưng dần dần, bởi vì anh chị dung là nếu như bây giờ cái gì anh chị biết thì nó sẽ không còn là cơ hội cho tất cả mọi người nữa đâu. Đó, bởi vì cơ hội nó chỉ thoáng qua như một cơn gió thôi. Nó chỉ thoảng qua như một cơn gió, nó hơi có mùi một chút, nó có một chút mùi. Cái quan trọng là anh chị có ngửi được mà nắm bắt được cái cơ hội đấy hay không thôi. Nó giống như vườn em Vui có bảo rằng, giống như cho anh chị một viên kim cương, nếu như anh chị không biết nó là viên kim cương thì anh chị sẽ ném nó đi ngay, đúng không ạ? Anh chị sẽ ném nó đi ngay. Vậy thì đây là cơ hội, nếu như anh chị không dành thời gian chị tìm hiểu thì anh chị không biết đây là cơ hội để anh chị nắm lấy đâu anh chị. Chính vì thế mà có rất nhiều anh chị bảo rằng là nhỡ là doanh nghiệp sau này nó phá sản thì sao, nó mất đi thì sao, đúng anh chị?
Vậy thì anh chị phải tìm hiểu những cái thông tin mà em Vui có gửi cho anh chị, để anh chị biết rằng là cái tổng quan về doanh nghiệp này nó như thế nào, đến tại thời điểm này nó đã làm được những cái gì rồi, thành tựu của doanh nghiệp này nó là như thế nào, đúng anh chị? Đó. Còn đối với một doanh nghiệp mà anh chị đi đầu tư, muốn đầu tư vào giá trị thực mà có sự tăng trưởng tài sản lớn, mà anh chị muốn đầu tư trước IPO mà an toàn về vốn, anh chị hãy lựa chọn những cái doanh nghiệp nào nó có cái khoảng thời gian từ ít nhất từ 5 năm trở lên anh chị. Ít nhất từ 5 năm trở lên. Bởi vì khi anh chị đầu tư ít nhất từ 5 năm trở lên ấy, thì cái sự bền vững nó sẽ rất là lớn anh chị ạ. Bởi vì những cái doanh nghiệp nào mà nó làm ăn nó không tốt ấy, thì nó bị phá sản trong năm đầu tiên hoặc là không có sinh nhật lần thứ 3 rồi anh chị. Bởi vì trong suốt nhiều năm nay anh chị ạ, bao nhiêu doanh nghiệp bị phá sản rồi, bao nhiêu doanh nghiệp bị phá sản bởi vì sao? Ở những cái người họ mở ra doanh nghiệp, họ không có đủ năng lực để vận hành cái doanh nghiệp này. Cái thứ hai là họ cũng không có đủ nguồn vốn để có thể duy trì được cái doanh nghiệp này. Nhưng UST thì sao? UST trong suốt nhiều năm qua, dù những cái thời điểm khó khăn nhất, vẫn có thể tồn tại và phát triển được. Thậm chí năm nay khủng hoảng kinh tế như thế, nó vẫn có đủ nguồn vốn để có thể phát triển được cái công nghệ này, và liên tục giúp cho công nghệ này phát triển và đem công nghệ này ra toàn thế giới, thương mại toàn thế giới anh chị. Và đến tại thời điểm này thì anh chị được đồng hành cùng một doanh nghiệp nó rất là lớn, bởi vì đang được đồng hành cùng với chính phủ UAE bên Dubai. Người ta đang xây dựng cái trung tâm thử nghiệm này và người ta muốn xây dựng toàn bộ cái khu vực Trung Đông luôn anh chị. Đó. Anh Quang Thiết MC có bảo rằng là em dự đoán thử xem khoảng mấy tháng nữa thì tập đoàn UST sẽ kết thúc giai đoạn gọi vốn. Thật ra thì dự đoán thì nó cũng khó lắm anh chị, nó cũng khó. Nhưng mà anh chị hình dung là bây giờ là giai đoạn cuối cùng. Vậy thì anh chị hình dung là giai đoạn cuối cùng thì nó cũng không quá lâu đâu anh chị. Bởi vì bình thường anh chị cứ phân tích tư duy như này là dễ này. Nó có 15 giai đoạn huy động vốn, mà bây giờ đã bước sang năm thứ 9 rồi, mà nó đã sang giai đoạn cuối cùng rồi, đúng không ạ? Vậy tính ra mỗi giai đoạn thì nó cũng đâu quá dài đâu đúng anh chị. Mỗi một giai đoạn thì nó không quá dài. Vậy thì em Vui nói ra vậy thì anh chị cũng tự hiểu được rằng là cái khoảng thời gian kết thúc huy động vốn thì nó cũng sẽ nhanh thôi anh chị. Nó sẽ không quá lâu đâu anh chị ạ. Nó sẽ không còn lâu nữa đâu. Còn bản thân em Vui nghĩ thì chắc là sang năm 2024, còn thời điểm nào thì mình phải cập nhật thêm. Đó, bởi vì mình cũng không thể dự đoán trước được, bởi vì biết đâu tự dưng có một cái cá mập người ta nhảy vào, người ta gom toàn bộ cổ phần ở giai đoạn thứ 15 thì nó cũng kết thúc luôn mà, đúng anh chị? Đó, nên là cái việc của anh chị là chúng ta đầu tư sớm thì nó sẽ tốt hơn so với đầu tư sau anh chị. Bởi vì đầu tư sớm thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều, và trước sau gì anh em mình cũng phải đầu tư. Thì anh em mình đầu tư sớm thì anh em mình sẽ có cơ hội để sở hữu được nhiều cổ phần hơn. Đó, bởi vì càng về sau cái chiết khấu cổ phần nó sẽ càng giảm và nó sẽ về đúng với giá trị thực tại của nó là $1 trên một cổ phần. Đây là giá trị thực tại của nó đã được định giá ở trên cái giấy chứng nhận của anh chị, nó đã nói rõ là giá trị thực của nó đã được định giá là $1 trên một cổ phần rồi. Chính vì thế mà anh chị mục tiêu 1 triệu cổ phần là anh chị đã có $1 triệu đầu tiên rồi. Đó, anh chị đi làm cả đời không bao giờ có $1 triệu đầu tiên với cái công việc làm công ăn lương luôn. Và đặc biệt là nếu như chúng ta không đầu tư thì rất khó thì có thể trở lên giàu có được, và không đầu tư thì rất khó có thể đổi đời được. Nếu như ở cái tài chính của anh chị không lớn thì anh chị phải lựa chọn kênh đầu tư vào doanh nghiệp và đầu tư vào giá trị dài hạn anh chị nhé. Anh chị đừng bao giờ tư duy rằng là mình sẽ lướt sóng khi chúng ta chưa có nhiều tiền anh chị. Khi anh chị chưa có nhiều tiền thì cái số tiền của anh chị nó phải là được đảm bảo an toàn nhất. Cái số tiền chúng ta đầu tư vào nó cũng phải, chúng ta phải kiểm soát được, ít nhất là nó phải không bị mất đã anh chị. Ít nhất là chúng ta khỏi không bị mất. Đó, vậy thì không bị mất thì chúng ta phải đầu tư vào những cái doanh nghiệp nó giá trị. Chúng ta đầu tư vào, anh Tô Lâm có bảo rằng đầu tư bằng tiền Việt Nam thì vẫn được hả bạn? Khi mà chúng ta đầu tư vào doanh nghiệp của UST thì nó là cái đồng tiền quy đổi chung, đó là đồng tiền đô la điện tử anh chị. Vậy thì khi mà anh chị lập tài khoản, xác minh tài khoản xong thì bắt đầu chúng ta sẽ phải tiến hành chuyển đổi từ tiền Việt sang đô la điện tử. Đó, chúng ta đô la điện tử ấy, nó chúng ta phải mua trên các sàn giao dịch tiền điện tử này, hoặc là nạp qua các cổng Visa ngân hàng này, hoặc là chúng ta có thể thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử người ta đã chuyển đổi sẵn đô la rồi ấy, thì anh chị sẽ chuyển đổi ra và chúng ta sẽ tiến hành đầu tư bằng đô la anh chị. Đó, tiến hành đầu tư bằng đô la. Tất cả các quốc gia nó sẽ có rất là nhiều cổng để chúng ta có thể chuyển đổi. Vậy thì nếu như anh chị không quen thì anh chị có thể
nhờ những cái người mà hỗ trợ anh chị lập tài khoản, hỗ trợ anh chị biết đến cái doanh nghiệp này để anh chị có thể là thao tác làm sao mà nó không có bị sai ấy, để tránh cái sự mất mát hoặc là bị nhầm lẫn anh chị đó. Anh Quang Thiết có bảo rằng khi chuyển sang giai đoạn 15.2 tập đoàn có thông báo về văn phòng cá nhân không em? Bình thường là có anh chị nhé. Như đợt vừa rồi là từ giai đoạn 14 lên 15 là công ty cũng có thông báo đấy. Có thông báo nhưng mà nó cũng sẽ không quá sớm đâu anh chị. Và biết đâu là đùng cái thì nó cũng có thông báo kết thúc thì sao đó anh chị. Nói chung là nó riêng về cái vấn đề gọi vốn của doanh nghiệp ấy, nó sẽ không theo bất kỳ một cái quy trình, không theo bất kỳ một cái quy trình luôn. Anh chị hình dung là ngày hôm nay nó đủ vốn, nó có thể đóng gọi cửa gọi vốn mà đúng không anh chị? Đó, giống như ngày hôm nay anh chị mở ra một doanh nghiệp, anh chị huy động đủ số vốn này, anh chị đóng cửa gọi vốn luôn chứ đúng không ạ? Mà giả sử anh chị mở ra một doanh nghiệp, anh chị muốn huy động vốn trong vòng 1 năm nhưng trong vòng 3 tháng anh chị đã đủ rồi, thì anh chị cần gì phải huy động vốn nữa, cần gì phải huy động và bán máu của mình đi nữa đâu anh chị? Đó, vậy thì doanh nghiệp UST cũng thế thôi. Vậy thì như giai đoạn 11 đúng không anh chị, cũng đâu biết là một phát nó kết thúc giai đoạn 11 luôn đâu. Vậy thì khi anh chị đầu tư vào giai đoạn 11 có vị tỷ phú Dubai người ta mua toàn bộ giai đoạn 11 mà đùng cái nó thông báo là giai đoạn 11 chuyển lên 12 luôn mà đúng không ạ? Vậy thì cái câu chuyện đây là chúng ta đừng đợi đến khi công ty thông báo kết thúc huy động vốn, đừng đợi đến công ty bảo thông báo chuyển giai đoạn chúng ta mới đầu tư. Mà việc của chúng ta là biết đến, là tìm hiểu, là đầu tư luôn. Bởi vì chắc chắn anh chị là những nhà đầu tư sớm nó sẽ có lợi hơn rất nhiều. Đó, chúng ta sẽ lợi về cả về cổ phần, về tất cả mọi thứ nữa. Đó. Và chúng ta đăng ký sớm thì chúng ta sẽ sở hữu cổ phần sớm. Và khi mà công ty chốt quyền chi trả cổ tức là cổ phần chúng ta là cổ phần sở hữu rồi, là chúng ta sẽ được chốt luôn. Đó. Còn những nhà đầu tư về sau, giả sử họ trả góp chẳng hạn, thì họ phải trả góp xong thì mới được chốt chứ đúng không anh chị? Đó. Anh Lanh Lai có bảo rằng giai đoạn 14.3 đùng cái chuyển giai đoạn 15 mà. Đúng ạ. Giai đoạn 14.3 thì cũng có thông báo một chút anh chị, thông báo khoảng trước một tháng ấy. Đó, ngày hôm nay thì cũng dành một khoảng thời gian ngắn để có thể chia sẻ cho tất cả anh chị chúng ta những cái thông tin rất là giá trị về việc đầu tư, về việc sở hữu cổ phần doanh nghiệp UST và nắm giữ cho mình những cái tài sản mà giúp cho anh chị đổi đời. Bởi vì em Vui vẫn nói với anh chị một điều rằng đây là một cơ hội giúp anh chị đổi đời, một cơ hội có 102. Và nếu như anh chị không đầu tư thì sau này chúng ta sẽ phải hối hận vì những cái điều mà chúng ta không làm ở tại thời điểm hiện tại anh chị ạ. Và cảm ơn tất cả anh chị rất là nhiều. Và nếu như thực sự mà anh chị được những người thân bạn bè của mình đã chia sẻ cho anh chị về cơ hội này rồi, thì anh chị hãy kết nối lại với họ để họ có thể giúp anh chị đầu tư và sở hữu được cổ phần của tập đoàn công nghệ UST. Còn nếu như anh chị biết thông qua em Vui mà muốn em Vui đồng hành hỗ trợ anh chị đến khi doanh nghiệp có cổ tức, đến khi doanh nghiệp IPO và sau này chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau trên con đường xây dựng sự tự do về tài chính và tìm kiếm cơ hội đầu tư tiềm năng, thì anh chị có thể đồng hành cùng Vui và có thể kết nối với Vui thông qua số điện thoại là 0965 081 559 để em Vui có thể là hỗ trợ và cung cấp thêm thông tin cho anh chị, những thông tin chuẩn nhất về doanh nghiệp này để giúp cho anh chị nắm bắt và sở hữu cổ phần tập đoàn công nghệ UST anh chị nhé. Trước khi kết thúc cái buổi chia sẻ này thì em Vui sẽ trả lời nốt cái câu hỏi của chị Hằng Hằng là vốn tối thiểu đầu tư thì cần bao nhiêu. Thì thực sự với chia sẻ thật với anh chị rằng là đầu tư vào doanh nghiệp thì nó sẽ không có giới hạn cái số vốn của anh chị phải là bao nhiêu anh chị mới đầu tư được, đúng không ạ? Mà đầu tư doanh nghiệp nó sẽ có rất là nhiều các gói đầu tư khác nhau. Những người chúng ta chưa có nhiều tiền chúng ta sẽ đầu tư những cái gói nhỏ. Còn những cái người mà chúng ta có số tiền lớn thì chúng ta có thể đầu tư theo những gói lớn. Vậy thì đầu tư vào doanh nghiệp UST thấp nhất là $50. $50 thôi, nó khoảng 1.230.000 thôi là anh chị đã có thể đầu tư được rồi. Đó. Nhưng mà những cái gói nhỏ thì anh chị phải chấp nhận một điều rằng là chúng ta sẽ sở hữu cái giá cổ phần nó sẽ hơi cao một chút anh chị nhé. Còn nếu như anh chị đầu tư những cái gói từ $500, $1,000 trở lên thì anh chị gặp em Vui sẽ tặng cho anh chị một cái phiếu chiết khấu 1/75 để anh chị có thể được đầu tư theo cái chiết khấu cao nhất với những cái gói nhỏ nhỏ như thế. Còn những cái gói tầm khoảng $10,000 trở lên hoặc $20,000 trở lên thì em Vui sẽ làm sao hỗ trợ anh chị có những cái phiếu giải vàng 1/100 hoặc là cái phiếu tham gia vào câu lạc bộ VIP để chúng ta sẽ hưởng cái chiết khấu tối ưu nhất của những nhà đầu tư VIP anh chị ạ. Đó. Vậy thì tùy theo cái khoản vốn của anh chị thôi. Cái quan trọng anh chị có bao nhiêu vốn thì em Vui sẽ xem là với cái vốn của anh chị thì anh chị có thể đầu tư vào cái chiết khấu nào thì nó sẽ phù hợp nhất và cái giá trị
cái cổ phần nó sẽ được nhiều nhất thì em vui sẽ nói và chia sẻ thêm với anh chị. Đó. Đầu tư khoảng bao lâu thì mình lấy được? Bao lâu nó sẽ tùy thuộc vào cái tiến độ phát triển của doanh nghiệp anh chị. Đó, tùy thuộc vào thời điểm anh chị đầu tư. Thời điểm này anh chị đang đầu tư là giai đoạn cuối cùng rồi. Vậy thì giai đoạn cuối cùng nên chị hình dung là công ty nó đã có cái lộ trình 2025 chi trả cổ tức. Còn chi trả cổ tức như thế nào, giá trị như thế nào thì phải đến ngày, đến năm đấy chúng ta mới biết được. Đó, vậy thì 2025 thì chúng ta mới biết là rằng là doanh nghiệp chi trả cổ tức như thế nào. Đó, còn cái việc mà chúng ta muốn giao dịch và trao đổi mua bán cái tài sản của mình khi mà công ty tiến hành IPO thì phải sau khi mà công ty chi trả cổ tức thì khoảng một vài năm sau đó thì công ty sẽ tiến trình cho cái quá trình IPO lên sàn chứng khoán. Và khi mà IPO lên sàn thì ngay lập tức anh chị sẽ tăng trưởng cái giá trị tài sản của mình. Và lúc đấy thì anh chị sẽ giao dịch được cái tài sản của mình. Vậy thì anh chị hình dung là anh chị chưa có nhiều tiền thì anh chị đừng bao giờ mong cầu rằng là chúng ta đừng mong cầu rằng là chúng ta bán ngay, hay là chúng ta lên sàn cái là chúng ta bán ngay. Chúng ta hãy để càng lâu thì cái tài sản nó sẽ càng lớn anh chị nhé. Ít nhất là anh chị chưa có nhiều tiền, anh chị phải đợi nó lâu lâu một chút. Đó, còn anh chị thích bán, thích nhiều cổ phần, thích nhiều cổ tức thì anh chị phải xác lập cho mình khoảng vài triệu cổ phần vào, 10 triệu cổ phần trở lên. Đó, để lúc đấy thì anh chị có bán hay là có bán đi thì anh chị cũng không thấy tiếc. Anh Lanh Lai có bảo rằng tập đoàn trong 100 cổ phần những người nghèo họ cũng nhận được mà. Hả em? Thật ra thì để mà anh chị nhận được 100 cổ phần ấy thì nó cũng không không dễ đâu anh chị. Đầu tiên là anh chị cần phải lập tài khoản. Cái thứ hai là anh chị lập tài khoản xong thì anh chị cũng phải làm sao giúp cho một người thân của mình lập tài khoản đăng ký đầu tư thì anh chị mới đạt đủ cái điều kiện để anh chị nhận. Đó, chứ nó cũng không quá dễ đâu. Nhưng mà nói thật là 100 cổ phần thì làm sao mà anh chị giàu được? 100 cổ phần làm sao mà đổi đời được? Ít nhất là cũng phải đầu tư cho mình, không được nhiều thì đầu tư lấy cái gói 250 đô, khoảng hơn 6 triệu thôi để mà sở hữu khoảng 17.500 cổ phần. Đó, để làm sao mà mới có cơ đổi đời được, chứ 100 cổ phần thì theo anh chị đến đợi đến khoảng vài chục năm sau thì may ra mới đổi đời được. Đó, vậy thì hãy cho phép mình sở hữu cái chiết khấu cổ phần cao nhất tại thời điểm này. Em vui sẽ hỗ trợ anh chị làm sao mà giúp cho anh chị nắm bắt được cái chiết khấu cổ phần cao nhất anh chị nhé. Và cũng cảm ơn tất cả anh chị rất là nhiều, cảm ơn cái sự yêu thương trân trọng của mọi người đã luôn luôn theo dõi và đồng hành cùng em vui trong suốt thời gian qua. Và chúc cho tất cả anh chị chúng ta mãi mãi một cái tinh thần học hỏi, mãi mãi một cái tư duy, tức là mãi mãi luôn liên tục nâng cao kiến thức tư duy tầm nhìn của mình lên. Đó, và chúc cho tất cả chúng ta sẽ thành công và thịnh vượng cùng với cơ hội đầu tư sự cổ phần của tập đoàn công nghệ UST anh chị nhé. Và cảm ơn tất cả anh chị rất là nhiều và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những cái buổi chia sẻ tiếp theo. Bye bye cả nhà mình. Đăng ký kênh để xem video mới nhất nhé. Xem chi tiết ở phần mô tả video này.